Ngân xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô Ngân và các bạn lớp Thỏ Hồng sẽ cùng nhau tiến hành khảm tranh bằng gạo nhuộm màu. Đây cũng là một trong những hoạt động chính của dự án đó các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi hoạt động này của lớp Thỏ Hồng nha. Đầu tiên, cô Ngân cho các bạn lựa chọn mẫu tranh rỗng mà các bạn yêu thích để tiến hành bôi keo sữa lên tranh. Bước này rất là quan trọng vì phải có keo thì các bạn ấy mới tạo nên được màu sắc cho bức tranh của mình nè. Cô Ngân thấy có bạn chọn tranh bông hoa, có bạn chọn tranh chú voi con, có bạn thì lại chọn cho mình tranh cầu vồng và cũng có bạn chọn cho mình bức tranh chiếc dù nhỏ xinh xinh nữa đó. Chúng mình cùng theo dõi tiếp phần khảm tranh bằng những hạt gạo nhuộm màu của lớp Thỏ Hồng nha. Bạn ơi, bây giờ chúng mình cùng xem thành phẩm của các bạn lớp Thỏ Hồng nha. Cô Ngân và các bạn lớp Thỏ Hồng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.